Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát vì mục đích gì mà tu hành bát nhã ba la mật đa? Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát không vì mục đích gì hết mà tu hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả pháp không vì mục đích, không có sự tạo tác, bát nhã ba la mật đa cũng không vì mục đích, không có sự tạo tác, quả vị giác ngộ cao tột cũng không vì mục đích, không có sự tạo tác, đại Bồ Tát cũng không vì mục đích, không có sự tạo tác. Như vậy, này thiện hiện, đại Bồ Tát nên lấy việc không vì mục đích, không có sự tạo tác, mà làm phương tiện tu hành bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả pháp đều không vì mục đích, không có sự tạo tác, thì chẳng nên an lập ba thừa sai khác, đó là thanh văn thừa, độc giác thừa, vô thượng thừa. Phật dạy, này thiện hiện, chẳng phải an lập pháp không mục đích, không tạo tác có thể nắm bắt được, mà cần phải an lập pháp có mục đích, có tạo tác có thể nắm bắt được. Vì sao? Này thiện hiện, vì có các hạng ngu si, phàm phu không học hỏi chấp trước sắc, cũng chấp trước thọ tưởng hành thức, chấp trước nhãn xứ, cũng chấp trước nhĩ tỷ thể thân ý xứ, chấp trước sắc xứ, cũng chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ. Chấp trước nhãn giới, cũng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý giới, chấp trước sắc giới, cũng chấp trước thanh hương vị xúc pháp giới, chấp trước nhãn thức giới, cũng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới, chấp trước nhãn xúc, cũng chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc, chấp trước các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cũng chấp trước các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, chấp trước địa giới, cũng chấp trước thủy hỏa phong không thức giới, chấp trước vô minh, cũng chấp trước hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não, chấp trước bố thí ba la mật đa, cũng chấp trước tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa, chấp trước pháp không nội, cũng chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh.